Ok, chào mọi người ạ. Làm thế nào để phân biệt trầm hương thật và trầm hương giả là một trong những câu hỏi mà rất là nhiều người mới chơi trầm quan tâm thắc mắc. Vậy nên trong video ngày hôm nay em sẽ nói về trầm hương giả và một số cách nhận biết để mọi người tự nhận định về sản phẩm mà mọi người đang định mua bán hay đang sử dụng có phải là chuẩn trầm hay không. Vậy trầm hương giả là như thế nào và cách phân biệt chúng? Đó là chủ đề của video ngày hôm nay. Đầu tiên nói sơ qua tại vì sao lại gọi là trầm hương giả. Thì như các video trước em đã nói, trầm hương là một dạng tinh dầu được chuyển hóa từ nhựa cây gió bầu khi cây bị thương. Nhấn mạnh là chỉ có cây gió bầu và dạng tinh dầu này phải được chuyển hóa từ nhựa của cây gió bầu thì mới được gọi là trầm hương. Còn trầm hương giả là những loại gỗ được tẩm ướp các loại hương liệu vào trong phôi gỗ tạo mùi thơm nhân tạo cho phôi gỗ đó. Hoặc là một số loại gỗ có mùi thơm hay là văn gỗ giống trầm. Nhưng để khách quan mà nói thì tất cả các sản phẩm được tạo ra đều mang một mục đích và ý nghĩa riêng. Còn mục đích của nó tốt hay là xấu thì tùy vào ý đồ của người sử dụng. Về kết luận, một sản phẩm không phải trầm nhưng được người bán giới thiệu là trầm hương thì đó chính là trầm hương giả. Còn nếu người bán cầm những sản phẩm này giới thiệu với một người là một sản phẩm ABC gì đó thì chúng ta không xem nó là trầm hương giả. Tiếp theo video, em sẽ chỉ cho mọi người một số cách cơ bản để nhận biết một sản phẩm không phải trầm. Khi cầm một sản phẩm mà người ta cho đó là trầm, mọi người khoan nhìn màu sắc hay ngửi mùi của sản phẩm đó để nhận định. Vì nếu mọi người chưa từng được trải nghiệm thực tế qua trầm hương, thì mọi người không thể nhận định màu sắc và mùi đó có phải là của trầm hay không. Thì ở đây, em có một số sản phẩm thực tế. Vừa là trầm thiên nhiên, vừa là sản phẩm mà người bán cho là trầm, em mua được ở trên thị trường. Em sẽ lấy thực tế các sản phẩm này để cùng mọi người phân tích trầm hương thiên nhiên nó khác với sản phẩm trầm hương giả ở điểm nào. Và đây là một thiết bị rất quan trọng và rất cần thiết để hỗ trợ đánh giá chất lượng của trầm. Thiết bị này sẽ giúp ta nhìn kỹ hơn các chi tiết của tinh dầu mà mắt thường không thể thấy. Đó là một chiếc kính lúp. Rồi, em sẽ chụp hình một sản phẩm trầm hương thiên nhiên. Rồi bây giờ em sẽ đưa lên trên màn hình và bắt đầu phân tích thực tế để cho mọi người quan sát nha. Ok. Và đây là những hình ảnh sau khi được chụp bằng kính lúp. Ở đây, em sẽ lấy ví dụ của hai phân khúc banh và trầm để so sánh với sản phẩm mà người bán cho là trầm hương em mua ở ngoài thị trường. Thì trước mặt mọi người, hình ảnh màu trắng mà mọi người thấy chính là gỗ. Còn hình ảnh màu đen, còn những vết màu đen chính là trầm. Thì trước mặt mọi người, hình ảnh màu trắng mà mọi người thấy chính là gỗ, còn những vết màu đen chính là trầm. Cấu trúc của trầm hương thật là tinh dầu được nằm bên trong các xơ gỗ hay còn gọi là tim gỗ. Những xơ gỗ chứa dầu này người ta gọi là xơ dầu trầm. Vì tinh dầu trầm được hình thành đầu tiên là từ bên trong gỗ, sau đó nó ăn ra ngoài theo các xơ của tim gỗ, nên khi nhìn chúng ta có cảm giác dầu được ôm bởi gỗ một cách rất tự nhiên. Còn đây, cấu trúc của sản phẩm này.
Còn cấu trúc của sản phẩm này, mọi người có thể thấy phần tim gỗ là những vệt màu trắng, không có tinh dầu. Dầu của nó được nằm ngoài sơ gỗ. Thậm chí là phần tim gỗ nơi chứa tinh dầu bị lấp mất, không còn thấy rõ. Vì lớp dầu này được ép từ bên ngoài vào nên nó mới không được nằm bên trong các sơ gỗ li ti như chúng ta thấy. Nên khi nhìn chúng ta có cảm giác rõ rệt phần dầu không được ôm bởi phần tim gỗ một cách tự nhiên, mà nó được nằm ngoài tim gỗ. Và đây chính là sản phẩm không phải trầm. Thì đây là một ví dụ cơ bản của một sản phẩm mà người bán cho là trầm hương em mua ở trên thị trường, về so sánh với một sản phẩm chủng trầm, để mọi người thấy trầm hương nó khác với một sản phẩm giả trầm như thế nào. Còn trên thực tế thì có rất nhiều sản phẩm với đầy đủ hình dạng và cách thức làm giả để đánh lừa người tiêu dùng không am hiểu. Cho nên nếu là người dùng chưa có kinh nghiệm thì khi đi mua hàng, mọi người nên cẩn thận yêu cầu người bán cho xem một hình ảnh được chụp bằng kính lúp để kiểm tra xem cấu trúc của sản phẩm của một người định mua. Cách kiểm tra cơ bản thì giống như video em vừa làm. 80% những hàng giả trầm ở trên thị trường hiện nay đều được tẩm ướp và cấu trúc của nó đều tương tự như nhau. Sau đây em sẽ liệt kê ra một số hình ảnh các loại trầm hương giả nấu ướp mà hiện nay trên thị trường đang bán. Nếu lỡ một người gặp những sản phẩm như thế này trên thị trường, một người tuyệt đối không được mua bán hay trao đổi những sản phẩm đó. Thì đầu tiên đây là một sản phẩm mà rất là nhiều mà trên thị trường hiện nay đang bán rất là nhiều và được người bán giới thiệu là trầm hương Indo. Đây là một sản phẩm trầm hương nấu. Thì zoom to lên thì mọi người sẽ thấy toàn bộ cấu trúc của gỗ đã bị mất. Đấy, toàn bộ cấu trúc của gỗ đã bị mất. Và tim gỗ xớ dầu cũng đã bị lấp bởi các loại tinh dầu, bởi các loại hương liệu nấu ép vào. Thì đây chính là một sản phẩm nấu giả. Tiếp theo, đây cũng là một sản phẩm nấu giả. Thì như zoom to lên mọi người sẽ thấy là toàn bộ những vệt màu đen được cho là tinh dầu nằm ngoài các tim gỗ. Và sản phẩm này rất là rõ ràng. Đây là một sản phẩm nấu giả. Tiếp theo, đây là một sản phẩm trầm hương và được người bán cho là trầm hương Indo, nhưng thực tế ra đây là một lọ gỗ đá, một lọ gỗ có tên gọi là gỗ đá. Văn của lọ gỗ này rất là giống với văn của tinh dầu trầm. Nên hay được phổ biến để làm giả trầm hương. Đây là một sản phẩm gỗ đá. Đây là một sản phẩm gỗ đá nấu giả trầm. Tiếp theo, đây là một sản phẩm được người bán cho là mất tử, trầm hương mất tử. Nhưng thực tế ra đây là một sản phẩm được làm từ một lò gỗ, mà lò gỗ này là gỗ gì em cũng không biết. Nhưng sản phẩm này thì những sản phẩm như này thì em cũng đã được tiếp xúc ở ngoài thực tế ở ngoài đời rồi. Và những cái loại như thế này là những cái loại được nấu ép tinh dầu. Sản phẩm này là sản phẩm nấu giả. Và tiếp theo, đây cũng là một sản phẩm trầm hương nấu giả. Và sản phẩm này thì mọi người nhìn bằng mắt thường không cần xem cái lớp, mọi người cũng có thể thấy nó rất là rõ ràng.
những cái vẹt màu đen đây được cho là tim gỗ, những cái vẹt màu đen này được cho là tinh dầu. Thì đây là một sản phẩm nhìn rất là rõ ràng, mọi người có thể thấy những cái vẹt màu đen đây được cho là tinh dầu nằm bên trong sớ gỗ, tim gỗ. Nhưng những cái sớ tim gỗ này thì người cũng cảm quan, người có thể thấy nó được làm hoàn toàn là nhân tạo, do tay người làm, rất là to à. Đấy, không có cái loại sớ dầu, sớ gỗ nào mà to như thế này cả. Đây là một loại nấu giả. Và đây cũng như vậy ạ. Mọi người có thể thấy những cái vẹt màu đen đây được nằm bên trong sớ gỗ, nhưng sớ gỗ này là sớ gỗ nhân tạo do tay người làm, rất là to. Và đây là sản phẩm được cho, được người bán cho là trầm hương mắc tử. Thì trầm hương mắc tử chủng thiên nhiên thì giá nó không hề rẻ và nó rất là quý hiếm, vì cái dạng hình thành này của trầm hương đặc biệt quý hiếm. Em sẽ có một clip nói về trầm hương mắc tử thiên nhiên để cho người biết được trầm hương mắc tử thiên nhiên thực tế ra là nó như thế nào. Tiếp theo, đây cũng là một sản phẩm nấu giả trầm như hai sản phẩm trước, và cũng được người bán cho là trầm hương mắc tử. Đây là một loại trầm hương nấu cao cấp. Đây là một loại trầm hương nấu giả cao cấp và được người bán cho là trầm hương mắc tử. Thì và thực tế ra hình dáng của nó cũng rất là giống trầm hương mắc tử thiên nhiên, nhưng với một người có kiến thức đã từng trải nghiệm qua trầm hương thì nhìn vào người ta sẽ phân biệt ngay được đây là trầm hương giả, trầm hương nấu. Còn đối với một người chưa từng trải nghiệm qua trầm hương, chưa có kiến thức về trầm hương thì một người nhìn rất là dễ bị lầm. Nhưng nếu để ý một chút thì một người có thể thấy là những xó tinh dầu này vẫn nằm ngoài tim gỗ. Đây, vẫn nằm ngoài tim gỗ. Đây là một sản phẩm nấu giả trầm. Cái này mọi người đặc biệt lưu ý này, rất dễ bị đánh lừa. Tiếp theo, đây cũng là một sản phẩm trầm hương mắc tử nấu giả, được làm giả hình dáng gần giống với một sản phẩm trầm hương mắc tử thiên nhiên. Đây là trầm hương giả. Khi gặp những sản phẩm được làm giả rất giống như thế này thì một người cần cần lưu ý là yêu cầu người bán cho xem hình ảnh sản phẩm dưới kính lúp để một người kiểm tra xem tinh dầu nó có được nằm bên trong sớ gỗ hay là nằm ngoài sớ gỗ. Cũng như vậy, trầm hương nấu giả được người làm được cắt tim gỗ, cắt tim gỗ và sớ dầu được làm nhân tạo rất là rõ ràng. Đây, một người zoom to lên người sẽ thấy những cái vẹt màu đen như thế này chính là tim gỗ tự nhiên của gỗ. Đấy. Còn những cái vẹt, còn những cái vẹt màu đen to như một người thấy tổng quan thì nó là được làm giả, không có tim gỗ nào to như thế này cả. Ok, đây là trầm hương mắc tử giả. Và đây là một sản phẩm trầm hương nấu giả được người bán cho là trầm hương Indo. Thì mọi người có thể thấy hoàn toàn không còn tim gỗ và sớ gỗ, mất đi hoàn toàn tim gỗ và sớ gỗ, được nấu ép nên bị mất đi hoàn toàn tim gỗ và sớ gỗ. Thì tại vì sao những loại sản phẩm trầm hương Indo ở trên thị trường thì một người nghe tới trầm hương Indo, người là liên tưởng tới những sản phẩm nấu ép, thì ở trong một cái video khác em sẽ nói về trầm hương Indo để cho một người có một cái nhìn rõ ràng về trầm hương Indo này. Đấy, thực tế ra trầm hương Indo nó không hề rẻ và chất lượng của nó rất là cao cấp, nhưng đó là trầm hương thiên nhiên. Còn vì sao thì ok, sẽ có một clip khác em sẽ nói về trầm hương Indo cho một người.
và đây là một sản phẩm nấu giả. Mọi người lưu ý nha, đây sớ gỗ đã bị mất hoàn toàn. Đây, ok, tất cả đây là một số ví dụ về hình ảnh những sản phẩm nấu giả trầm hương đang bán phổ biến trên thị trường hiện nay. Thì mọi người cần phải lưu ý với những cái sản phẩm giống như thế này. Thì trước khi kết thúc video, cá nhân em cũng sẽ đưa ra một số lời khuyên cho các anh chị mới biết và đang tìm hiểu về trầm nhưng có dự định sẽ mua một sản phẩm trầm hương. Màu sắc đậm hay nhạt nó không nói lên sản phẩm đó có phải là chủng trầm hay không. Màu nhạt chưa chắc là hàng dỏm và màu đậm chưa chắc là hàng xịn nhiều dầu lâu năm. Trầm hương phải được xác định thông qua cấu trúc để đánh giá. Mùi thơm cũng không nói lên được đó có phải là chủng trầm hay không, vì các anh chị chưa từng được tiếp xúc thực tế với trầm nên không thể xác định mùi đó có phải là chủng mùi của trầm hay không. Nếu không có kiến thức để mua hàng thì nên mua bằng cảm nhận của bản thân về nơi bán. Một người bán hàng am hiểu thì sẽ trả lời tất cả những câu hỏi thắc mắc của một người một cách đầy đủ, rõ ràng và có logic. Còn một người bán hàng không am hiểu thì sẽ trả lời một cách mập mờ và không chuyên sâu. Cũng giống như một câu nói nổi tiếng, hãy cho tôi biết bạn của anh là ai, tôi sẽ chỉ cho anh biết anh là người như thế nào. Một nơi bán hàng uy tín thì sản phẩm của họ đồng nghĩa phải được cộng đồng những người chơi trầm công nhận và thường xuyên giao lưu với nơi bán đó. Vì những người chơi và sưu tầm họ đã từng rất nhiều lần tiếp xúc và trải nghiệm trầm hương nên họ sẽ đầy đủ kinh nghiệm để nhận biết và giao lưu với nơi bán hàng đó. Nếu cần tư vấn, không nên nhờ thị trường tư vấn mà hãy tìm tới chuyên gia. Thị trường là nơi đầy đủ các loại thành phần mua bán, tốt có, xấu có, và họ chỉ nhắm đến tiền của mọi người. Tất nhiên, đồng tiền mà được đặt lên trên tất cả thì xác suất bị lừa là khá là cao. Còn chuyên gia, họ cũng rất đam mê và họ dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về chúng. Nên nếu bạn thật sự quan tâm, họ sẽ sẵn sàng chia sẻ kiến thức với bạn, không đặt nặng vấn đề mua bán. Những kiến thức mà họ được biết và họ được chia sẻ với mọi người mới là điều tuyệt vời nhất đối với họ. Hãy tìm hiểu thật kỹ, đừng nên mua một sản phẩm mà mình mơ hồ, không hiểu biết một chút gì về nó. Đừng nên đặt trọn vẹn niềm tin cho một nơi bán hàng nào và hãy tìm tới chuyên gia. Vậy nên trong video ngày hôm nay em sẽ nói về